Nếu như chúng ta chạm vào tủ điện không đóng nắp, chắc chắn chúng ta sẽ bị giật. Và ngay bây giờ tôi sẽ thử điều đó. Ôi trời ơi, tôi co giật kinh phong các thứ. Các bạn ơi, được rồi. Và đây mới chỉ là một trong số rất nhiều vị trí, rất nhiều những bí mật mà Rockstar, nhà làm game GTA 5 đã giấu chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ khai quật, chúng ta sẽ tìm kiếm những vị trí này các bạn ơi. Đến lượt các bạn rồi đấy nhở. Travel, thử giật điện đi nào. Trời ơi, chúng ta cùng co giật kinh phong. Được rồi, đến lượt bạn Michael. Ồ trời ơi, tuyệt vời đấy, chúng ta đều bị co giật bạn ơi, khá tuyệt vời. Được rồi, ngay bây giờ hãy cùng đến với vị trí bí mật tiếp theo nào. Nhưng mà trước khi đến với vị trí bí mật tiếp theo, hãy kéo xuống và bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Các bạn ơi, tôi post video vào 3, 5, 7 hàng tuần. Đăng ký đi. Được rồi, vị trí tiếp theo, ngay ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy hai anh chàng đang xoay như trong chóng. Trời ơi, được rồi, pha dừng xe khá cồng kềnh, nhưng mà đó không phải điểm chính các bạn ơi. Điểm chính chính là biển số này. Các bạn có thể nhìn thấy biển số California, đó chính là biển số ở ngoài đời thực của bang Cali ở Mỹ đấy. Nhưng mà trong GTA 5 không hề có biển số này, chỉ có khu vực này mới có biển số như thế này thôi các bạn ơi. Travel, bạn tin tôi bắn bạn không? Nhắm mắt lại. Thôi trời, ok, được rồi, hãy đến với vị trí tiếp theo nào. Ngay vị trí này có một số điện thoại bí mật mà khi mà bạn gọi vào thì anh ta sẽ chửi bạn rằng đừng gọi vào trêu tao nữa. Được rồi, chúng ta có số điện thoại 555031 và ngay bây giờ tôi sẽ nhập số điện thoại 555031 các bạn ơi. Ok, chúng ta hãy nghe thử có ai bắt máy ở đầu dây bên kia không nào. Ok, chuông vẫn đổ các bạn ơi, vẫn chưa có ai nói gì cả, để xem. Stop prank calling me. Có người trả lời các bạn ơi. Ôi trời ơi, Travel, quá tuyệt vời, quá kỳ lạ các bạn ơi. Anh ta nói đừng gọi và làm phiền anh ta nữa. Trời ơi, điều này kỳ lạ quá, bởi vì nó quá kỳ lạ nên là tôi quyết định cho nó nổ luôn. Ôi trời ơi, Travel, no way. Trời ơi, tôi bắn vào cái số điện thoại đấy, lỡ bắn trúng Travel rồi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, được rồi, hãy đến với vị trí tiếp theo nào. Thả nút like ngay lập tức. Được rồi, vị trí này, ngay vị trí này, nếu như chúng ta sử dụng một chiếc trực thăng và bay lên một độ cao nhất định thì các bạn sẽ nhìn thấy một chiếc UFO như thế này. Và nếu như chúng ta cố gắng tiếp cận chiếc UFO này thì nó sẽ tấn công, thì nó sẽ khiến chúng ta rơi xuống ngay lập tức. Đây này, chờ, các bạn có nghe thấy tiếng kỳ lạ không? Ôi, ui, tắt động cơ rồi các bạn ơi, tôi đang bị hút vào. Ôi trời ơi, ôi tôi đang bị đẩy xuống. Ôi trời ơi, tắt động cơ luôn rồi. Ồ, chiếc UFO biến mất rồi. Ôi trời ơi, no way, động cơ tắt. Ui, động cơ hoạt động trở lại rồi các bạn ơi. Khi mà chúng ta đi gần chiếc UFO này, khi mà chúng ta cố gắng tiếp cận thì động cơ chiếc trực thăng của chúng ta sẽ bị tắt và chúng ta sẽ bị đẩy xuống, sau đó chiếc UFO biến mất. Quá kỳ lạ các bạn ơi, tôi nói thật là tôi định bỏ cuộc rồi, nhưng mà tôi đã tìm thấy nó các bạn ơi. Điên rồ, điều này quá điên rồ các bạn ơi. Được rồi, nhưng mà ngay bây giờ hãy đến vị trí tiếp theo nào. Ok, ngay vị trí này có một chỗ trốn cảnh sát cực kỳ bí mật. Đây này, khi mà tôi đỗ xe vào đây, sau đó trèo lên nóc nhà của cửa hàng tạp hóa này, và ngay lập tức chúng ta sẽ được bảo vệ bởi nóc nhà và chúng ta hoàn toàn có thể tấn công cảnh sát, quân đội, bất cứ ai bên ngoài, nhưng mà họ không thể tấn công chúng ta các bạn ơi. Ok, tuyệt vời nhá. Vào đây. Trời ơi, súng AK-47 này, shotgun này, ok, súng máy hạng nặng này. Trời ơi, trời ơi, tôi bị rơi xuống dưới rồi. Đùa thôi. Tôi chỉ đùa thôi. Được rồi, chạy vào trong. No way. Ok, vị trí tiếp theo, ngay vị trí này, đó là đỉnh núi Chiliad. Và khi chúng ta nhảy dù xuống và hạ cánh vào đây thì ngay lập tức các bạn có thể nhìn thấy một con gà. Tôi không biết đây là một con gà hay là một con chim nữa, trông khá giống một con chim chứ, bởi vì nó có cái rãnh ở đây này, nó chia đôi này. Trông khá hài hước đây. Trời ơi, kỳ lạ quá, bởi vì nó quá kỳ lạ nên là tôi quyết định vẽ thêm cái thứ gì đấy cho nó đỡ kỳ lạ các bạn ơi. Ok, tôi không thể vẽ được nên là tôi đặt bom như thế này đi, sau đó tôi sẽ nhảy dù và cho nó nổ tung. Trời ơi, quá kỳ lạ đi các bạn ơi, không biết con gà hay con chim nữa. Được rồi. Trời ơi, chim kìa, bắn chim. Rơi không? Trời ơi, rơi. Tuyệt vời quá các bạn ơi, tìm thấy con chim ở trên sườn núi và tôi vừa bắn chết một con chim. Quá là hợp lý luôn. Được rồi, chúng ta hãy chuyển đến vị trí tiếp theo. Ngay vị trí này, đó chính là quán rượu các bạn ơi. Nhưng mà nó không đơn giản là quán rượu. Khi mà chúng ta đi vào trong, đi vào cuối bên trong như thế này và nhìn lên tường thì các bạn có thể thấy tờ tiền đô, nhưng mà
trên tờ tiền đô này lại in hình một cô gái. Cô gái này có mặt trong GTA Vice City các bạn ơi. Ờ, trông khá kỳ lạ đấy, trời ơi. Tôi lần đầu tôi nhìn thấy điều này. Ok. Có rất nhiều các chi tiết trong các tựa game GTA 3, GTA 4, GTA Vice City ở trong GTA 5 các bạn ơi, họ rất tích lồng ghép. Được rồi, quá kỳ lạ nên tôi đốt luôn. Ok các bạn ơi, nó kỳ lạ quá nên tôi đã đốt luôn quán rượu rồi. Ok, tốt nhất đừng đưa thứ gì kỳ lạ trước mặt tôi sẽ đốt nó đấy. Được rồi các bạn ơi, thả nút like, thả nút đăng ký ngay bây giờ bởi vì được quá kỳ lạ. Được rồi các bạn ơi, hãy đến vị trí tiếp theo. Ngay vị trí này có một vòng xoay, và khi tất cả những chiếc ô tô, tất cả các phương tiện đi vào đây và tôi bắn như thế này thì họ sẽ không dám thoát ra các bạn ơi. Họ sẽ xoay trong vòng xoay, xoay liên tục và không dám thoát ra bởi vì tôi đang đứng ở đây. Để xem họ có dám thoát ra không nào. Ôi trời ơi, không thoát ra được, đến lúc rồi. Ok, chúng mày không thoát ra, để tao giúp chúng mày nhá. Ok, thoát ra đi. Ôi trời ơi. Được rồi các bạn ơi, khá là thú vị đấy. Trời ơi, vòng xoay vô tận. Được rồi, hãy đến vị trí tiếp theo nào. Ngay vị trí này có một ngôi nhà, và khi chúng ta đến ngôi nhà này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái biển ghi rằng người xâm phạm sẽ bị bắn và người sống sót sẽ bị bắn thêm lần nữa. Ôi trời ơi, nhưng mà khi mà tôi sử dụng mod và kéo cái tấm biển này ra thì như các bạn có thể nhìn thấy, đây chính là lá cờ của miền Nam nước Mỹ trong cuộc nội chiến ở Mỹ các bạn ơi. Trông khá kỳ lạ và nó có rất nhiều dòng chữ trên này, nhưng mà nó mờ quá tôi không nhìn thấy các bạn ơi, bởi vì nó lạ quá nên là tôi quyết định cho nó nổ luôn. Được rồi, đừng đưa thứ gì kỳ lạ trước mặt tôi nhá. Ok, hãy đến vị trí tiếp theo. Ngay vị trí này, đó là vị trí gần nhà tù. Và nếu các bạn đi qua đây thì ngay lập tức các bạn sẽ bị một thằng tù cướp xe ngay lập tức. Được rồi, tôi nhìn thấy nó rồi. Nó đang trong bụi kìa. Ok, nó đang giả vờ rằng... Ok, mày cứ giả vờ đi, tao biết mày cướp xe của tao mà. Hãy làm điều đó đi. Ok, nó đang xin đều các bạn ơi. Hãy nhìn này. Nó... Ôi trời ơi, ok. Nó ngay lập tức lôi tôi xuống và cướp chiếc xe. Nhưng mà đâu có dễ như thế. Mày đi thử xem. Ok, nhìn này. Ôi trời. Ok, tôi giết nó rồi các bạn ơi. Một thằng tù vừa cướp xe của tôi. Ok, xuống xe ngay lập tức. Tuổi gì cướp xe của tao. Ok, đừng bao giờ đi qua đoạn đường này nếu không bị muốn bị cướp xe nha các bạn ơi. Khá thú vị đấy. Được rồi, hãy đến vị trí tiếp theo nào. Ngay vị trí này, đó chính là khu quân đội các bạn ơi. Và khi chúng ta sử dụng trực thăng và bay lên một độ cao cực kỳ cao thì chúng ta sẽ nhìn thấy một chiếc UFO như thế này. Và lại một lần nữa, nếu như chúng ta cố gắng lại gần và tấn công như thế này. Ok, tôi đang bắn vào chiếc UFO các bạn ơi. Và nó ngay lập tức nó sẽ hút tôi xuống dưới. Ôi trời ơi. Ok, ôi trời ơi, động cơ máy bay bị tắt rồi, động cơ trực thăng tắt rồi các bạn ơi. Ô, tôi đang bị đẩy xuống. Ôi trời ơi. No way, ok, động cơ trực thăng hoạt động trở lại rồi. Và khi chúng ta bị đẩy xuống một đoạn nhất định thì chiếc UFO nó sẽ bị biến mất. Nó sẽ ngay lập tức biến mất. Ô, khá kỳ lạ đây. Ô, trời ơi, tôi không hiểu sao lại có thể có chuyện này được. Các bạn ơi, khá kỳ lạ. Trời ơi. Ok, hãy đến vị trí tiếp theo. Ngay vị trí này có một mảng nước bị hư hỏng các bạn ơi. Không biết do nhà làm game cố tình làm như thế này hay là nó hư hỏng như thế nào nữa, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy. Ok, có một hình chữ nhật như thế này bị hư. Khi mà tôi bước ra cái vùng nước bên cạnh thì tôi bị ướt các bạn ơi. Còn khi mà tôi trèo lên xe đạp như thế này và tôi đi vào nước, chắc chắn tôi sẽ bị rơi xuống. Trời ơi, kỳ lạ quá. Ok, tôi không biết lỗi này từ đâu ra các bạn ơi. Nhà làm game Rockstar hãy giải thích điều này. Được rồi, vị trí tiếp theo. Ngay vị trí này có một ngôi nhà và chúng ta hoàn toàn có thể đi vào. Và nội thất bên trong căn nhà hoàn toàn có thể di chuyển các bạn ơi. Nhìn này. Ok, các bạn có thể nhìn thấy tôi đẩy chiếc ghế đấy. Ok, nó hoàn toàn di chuyển, nó hoàn toàn có thể vào được các bạn ơi. Bởi vì hầu hết căn nhà trong GTA 5 đều không có thể vào được, nhưng mà căn nhà này lại có thể vào được. Cơ khá kỳ lạ. Được rồi, vì quá kỳ lạ nên tôi tiếp tục đốt. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, kỳ lạ quá. Đốt nhà. Đốt nhà. Ok, rời khỏi đây ngay lập tức. Trời ơi, điên rồi. Ôi, chủ nhà bắn tôi. Chủ nhà bắn tôi rồi nên là tôi quyết định đốt luôn chủ nhà. Điên rồi. Ok, được rồi, rời khỏi đây và đến vị trí ngay tiếp theo ngay tập lập tức. Ok, vị trí tiếp theo. Ngay vị trí này, khi mà chúng ta đi vào quán tạp hóa này, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái thùng dầu mà chúng ta bắn dầu không bao giờ hết, không bao giờ chảy hết các bạn ơi. Các bạn có thể thấy tôi đã bắn nó bốc cháy như thế này rồi, nhưng mà nó không hết. Thậm chí là tôi nó lôi nó ra ngoài và tôi tiếp tục bắn và nó tiếp tục rỉ dầu ra ngoài các bạn ơi. Trời ơi, thùng dầu vô hạn, thùng dầu không bao giờ chảy hết. Được rồi, hãy đến vị trí tiếp theo. Ngay vị trí này có một ngôi mộ các bạn ơi. Khi mà các bạn đến vào ban đêm hoặc là ban ngày gì đấy thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy ngôi mộ này. Và có người nói rằng thậm chí là bên dưới ngôi mộ này sẽ có một hình... Ơ! Trời! Oh no!
và ngay lập tức tôi đang ở trong bệnh viện. Oh, trời ơi. Ok, vị trí tiếp theo. Ngay vị trí này, chúng ta lại tiếp tục vào quán rượu. Thì các bạn có thể thấy đây như giống như áo khoác của nhân vật Nico trong tựa game GTA 4 các bạn ơi. Và bên cạnh đó, hai chiếc áo khoác này tôi không biết là của ai. Và một điều kỳ lạ nữa là nếu như các bạn đi vào bên trong thì các bạn tiếp tục nhìn thấy hình của Nico như thế này. Ok, Nico đang ngồi trong một chiếc xe tải kéo các bạn ơi, anh ta đang đi sửa xe. Và trông rất giống Nico, tôi không biết có phải là Nico không nhưng mà trông cực kỳ giống các bạn ơi. Chi tiết khá là khớp với nhau đấy. Quá tuyệt vời. Được rồi, đốt luôn. What? Wow. Oh, chạy. Oh Frank. Oh no. Oh, chạy nhanh. Ok. Trời ơi, thoát ra khỏi chỗ đống lửa chết tiệt đó. Tôi vừa đốt áo của Nico các bạn ơi. Đốt luôn quán rượu. Ôi trời ơi. Đốt luôn chủ quán rượu. No freaking way. Được rồi, hãy đến vị trí tiếp theo nào. Ok, ngay vị trí này các bạn sẽ nhìn thấy một căn nhà. Và một chi tiết nữa, có một chiếc súng ở đây. Và ngay trên bàn, các bạn lại tiếp tục nhìn thấy hình ảnh của Nico GTA 4 các bạn ơi. Hình ảnh anh ta bị truy nã, các bạn có thể thấy chữ Wanted. Đó chính là bị truy nã các bạn ơi, không hiểu sao anh ta bị truy nã. Và bên cạnh đó có một số cái lá bài hay là anh ta đang đánh bài quỳ, bài gì đấy bị bắt đúng không? Ok, được rồi, nên là tôi quyết định cho nó nổ luôn. Tuyệt vời quá, được rồi, hãy đến vị trí tiếp theo ngay bây giờ nào. Thả một nút like các bạn ơi, đăng ký nữa. Ok, vị trí này, ngay vị trí này, khi mà chúng ta sử dụng tàu ngầm và đến vị trí này vào ban đêm hoặc là ban ngày gì đấy, các bạn cũng có thể thấy được điều này. Một chiếc UFO có màu khá kỳ lạ các bạn ơi. Ok, tôi sẽ ra ngoài và cho các bạn thấy chiếc UFO này. Và bên trong chiếc UFO này có thể có xác người ngoài hành tinh bên dưới chiếc UFO này các bạn ơi. Ok, tôi sẽ lặn xuống bên dưới chiếc UFO này để xem có người ngoài hành tinh phía trong này không. Tôi chưa nhìn thấy điều gì các bạn ơi, hãy tiến sâu vào bên trong. Hy vọng là tôi có thể nhìn thấy xác người ngoài hành tinh. Ôi u, hoàn toàn có. Ôi trời ơi, điên rồ quá các bạn ơi. Oh wow, ôi da khá kỳ lạ các thật. Các bạn ơi, bình thường người ngoài hành tinh trong GTA 5 da khá xanh nhưng mà ở đây chúng ta thấy nó hơi vàng như thế này. Ôi trời ơi, điều này ôi tôi có thể nhặt được cái gì đấy. Resort 4. Ôi trời ơi, nhìn này các bạn ơi, tôi có thể nhặt được. Ok, tôi vừa nhặt được Resort 2. Ôi trời ơi, khá kỳ lạ. Lại một chi tiết khá kỳ lạ các bạn ơi. Được rồi, chúng ta sẽ bơi khỏi đây các bạn ơi, trước khi tôi trở thành nạn nhân giống như những con alien đấy. Tôi không muốn trở thành nạn nhân đâu trời ơi. Oh my god. Ok, chúng ta hãy nhìn chiếc UFO này một chút các bạn ơi. Màu nó khá ngả vàng, tôi không biết sao nữa. Nhưng mà điều này có lẽ là rất nhiều bạn chơi GTA 5 đã tìm thấy điều này rồi các bạn ơi. Nó cũng không quá kỳ lạ đúng không. Nhưng mà được rồi, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Điều này khá đáng sợ các bạn ơi, khá rùng rợn, khá kinh dị đấy. Hãy rời khỏi đây ngay lập tức và đến với vị trí tiếp theo nào. Ok, vị trí tiếp theo. Ngay vị trí này, chúng ta sẽ tìm thấy một căn nhà hoang các bạn ơi. Căn nhà sụp đổ nhưng phía bên trong điều kỳ lạ là có một dòng thư hay là một dòng, tôi không biết đây gọi là gì, nhưng mà bên trên ghi là tháng 12 năm 2004, nghi phạm giết người Mary Abraham chết trong tù. Mary Abraham, người bị nghi ngờ là vô cực, kẻ giết người qua đời đêm qua tại bowling cái gì đấy. Và về cơ bản thì sát nhân giết người này giết 8 người và anh ta bị ám ảnh bởi số 8 các bạn ơi, bởi vì nó khá kỳ lạ nên tôi đốt nó luôn. Ôi trời ơi, sao bạn lại tông tôi. Đáng ghét. Ok, được rồi, kỳ lạ quá các bạn ơi. Sát nhân ám ảnh bởi số 8 nên giết 8 người, kỳ lạ thế. Được rồi, vị trí tiếp theo. Ngay phía bắc bản đồ các bạn ơi, trên những cái vị trí đánh dấu như thế này. Và khi mà chúng ta lặn xuống dưới thì các bạn có thể tìm thấy những xác ướp, những chiếc xác, những cái xác bị cuốn trong cái bọc ni lông rất rùng rợn như thế này. Ôi trời ơi. Rất nhiều các bạn ơi, không hiểu sao nó lại ném ở trên phía bắc bản đồ như thế này, rải rác khắp nơi. Và đây mới chỉ là một thôi các bạn ơi, nếu mà tìm thì chúng ta sẽ tìm được rất nhiều, cực kỳ nhiều nữa. Khá kỳ lạ. Ok, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm thấy rất nhiều vị trí bí mật, rất nhiều bí mật mà Rockstar Game, một nhà sản xuất game ưa thích của tôi, GTA 5 tựa game ưa thích của tôi, đã giấu giếm chúng ta các bạn ơi. Và chúng ta đã tìm được nó, chúng ta đã thấy được nó và nó cực kỳ kỳ lạ. Và mỗi lần nhìn thấy điều gì kỳ lạ là tôi sẽ nổ bom nó ngay lập tức các bạn ơi. Và cảm ơn các bạn đã xem, hãy đăng ký ngay bây giờ nào.